Như hôm qua đã nói thì hôm nay cho anh em chúng tôi lại tiếp tục đi chích cá ở ngay kêu cái ao đang bơm nước này nha mọi người. Đây, bây giờ hôm nay nó khô hẳn luôn rồi. Sau thêm một ngày bơm nước thì bây giờ nước cũng đã cạn gần hết rồi. Đi được mà. Sáng giờ thì ruộng cũng như anh em chúng tôi đã đi tham khảo cái địa hình ở đây xem là nước với lại sình nó còn được bao nhiêu. Để xíu nữa mà đi tiện để quay cho mọi người coi. Sáng giờ chưa bắt được gì nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Hôm nay nó đã khô hẳn rồi. Nó không còn ngập lúng như hôm qua nữa. Hôm qua thì út ruộng đi khá là vướng víu, sình thì ngập tới lưng quần, có khi tới bụng, đi rất là khó khăn nha mọi người. Hôm nay đi dễ hơn rồi. Lát nữa anh em chúng tôi sẽ đi vòng xuống phía dưới kia. Hy vọng là hôm nay cũng có được nhiều cá để cho mọi người coi nha. Hình như có cái gì đó. Ê kìa kìa kìa. Ô, ngon á, ngon á. Cũng được. Bé đầu tiên nha mọi người, sáng giờ mới bắt được á. Ok, cho vào giỏ thôi. Bà ở nhà không? Ếch hả? Cá gì vậy? Cá lóc hả? À, một bé cá lóc nha mọi người. Nhưng mà lần này thì hơi nhỏ. Ngon à? Gắn hay gì? Cá lóc. Có biến, có biến. Có biến, hy vọng là quá giờ khủng nha. Moi moi vậy lên con cá lóc tầm 1,5 kg ấm luôn á. Sao rồi, thấy gì chưa Út ơi? Chưa. Đụng. Chích lại ở tỉnh. Chừng miễn không á, quơ cái tay vừa từ từ thôi. Hấp dẫn quá, hồi hộp quá. Có dày quá, mo không được rồi nha mọi người. Thấy chưa? Mày mày hả bưởi sao bốc lên nè. Trời ơi cũng được chứ. Ốc lần nghe ốc là lắm liền đứng chảy ngon á, kinh nghiệm đầy mình ha. Nghe nó ốc rõ ràng luôn. Bạn chuột đồng nên đi thu gom sản phẩm.
Anh em chúng tôi đang đi dần lên phía trên bên này. Cỏ thì cũng đang còn rất là nhiều nha mọi người. Ngay khu vực này mọi người thấy không? Sình cũng rất là còn rất là nhiều, nên cũng ngập từ gần tới lưng quần rồi. Bơm mấy ngày rồi mà nước vẫn chưa có cạn hết được. Cái ao cá này khá là to. Kệ, ráng chích mấy ngày nữa kiếm mớ cá. Đang quay 30 triệu không kiếm mớ. Kiếm không ốc cá. Đó. Đặt không à. Có anh ốc sướng lắm. Đâu à, mới có một bé nữa nha mọi người. À cũng được. Ốc ruộng đang xúc bùng ở trong bụng nó ra để cho nó không có bị chết. À ngon. Cá vậy là quá đẹp rồi, quá ngon luôn rồi. À có ống quăng nè. Đây nha mọi người. Cho vô bao. Tiếp tục thôi. Đây. Giải nghe không? Nghe. Sướng không? Mọi người có nghe được tiếng cá nó động không? Dũng. Ở đây nè. Nhưng mà nó không chết. Lô mua xanh. Đâu? À, lại một bé cá lóc. Ngon. Do là hôm qua trời mưa á mọi người, cho nên giờ cá lóc nó đùng lên trên này. Đu giỏi. Hay quá. Ôi, cá lóc à nha. Đây mọi người thấy không? Mặc dù là bơm mấy ngày rồi nhưng mà nước vẫn còn đọng rất là nhiều. Đây, ở phía dưới kia là cỏ và sình. Còn kinh khủng lắm, đi rất khó. Rồi cố gắng bắt ở đây xem coi như thế nào. Chuẩn bị nó hói ra nè. Cá nó đang lặn ra thấy không? Úc ruộng vừa mới bắt được một con rắn nha mọi người. Con rắn này nó đang nuốt mồi. Thì vô tình Úc ruộng bắt được. Nó chuẩn bị nhả mồi ra giờ nè mọi người. Đây quay cận cảnh cho mọi người coi nha. Đây nên mình nó đang nuốt con cá lóc phải phải. Cái gì? Cá điểu. Cá điểu là cá sao? Cá sặc. Cá sặc điểu. Mới phát hiện được một thông tin nữa nha mọi người. Cá sặc là cá điểu. Đây, cá điểu đây bà con. Trời ơi. Đây. Cá điểu nè mọi người ơi. Cá lóc kìa anh Cường. Cháu giật bên đây nè.
Ừ, chết đó. Anh thấy nó chạy mà. Ngay giật đó, chết đó. Thấy nó chạy đục nước bên đây nè, không biết nằm đâu đây nè. Nằm ngay giật á, trước mặt luôn á. Dí giò. Dí giò. Ở đâu? Ngay cái giò anh á, ngay giò trước á. Phía bên kia chút. Phía vào ảnh á. Mắt tiêu. Phía vào ảnh á. Không thấy gì. Càng hiểu. Cá lóc quá. Không có con cá lóc mà. Lóc bự. Chết như đó rồi. Ừ, ngay cái giọt luôn á. Giọt cái trái á. Cố gắng mò lại một lần nữa. Đưa xíu cho nó tỉnh đi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi lên phía trên này nha mọi người. Hôm nay định là sẽ cào nát cái vùng cỏ này ra luôn. Hy vọng là kiếm được vài con rắn. Không biết là có không nữa. Này hình như vậy có vẻ là khả quan á. Rắn chắc nó chui rút vô trong này không? Ở trong đó không á. Giờ vô bươi hết này ra kiếm rắn chiều về nhậu đi. Út ruộng đang quyết tâm tìm cho bằng được con cá lóc khi nãy mà sảy ngay chỗ này nha mọi người. Đây, khi nãy thấy dấu độn ở đây nhưng mà mò hoài không thấy được. Đây cái khu đục nước ngay chỗ này nè. Giờ nếu mà nó tỉnh thì chắc nó cũng đã di chuyển. Sao rồi, tình hình con cá lóc nãy sao rồi? Ô, kìa. Đây, lại một bé nữa. Nhưng mà bé này thì không có to như là con cá lúc nãy nó đục ngay chỗ này nha mọi người. Nãy anh em tôi thấy tận mắt luôn nha. À, có gì nữa kìa. Trời ơi, hôm qua giờ mới bắt được con cá gô đầu tiên luôn á. Đá ăn cái tét giò liền á. Rồi, thịt có. Quá ngon. Rồi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi thẳng xuống dưới kia nha mọi người. Nãy giờ quần con cá lóc ở đây. Con cá lóc cái khu này mà kiếm không có ra mọi người ơi. Chốt đi hả? Cực quá. Không biết nó chạy đi cái hướng nào rồi. Nãy giờ anh em chúng tôi đã quần hết cái khu vực này rồi. Tôi qua tới đây. Cũng không thấy tâm hơi của con cá lóc khi nãy mà bạn chuột đồng bạn ấy thấy ở đâu hết trơn. Đâu Út thử dò lại lần nữa coi. Gán ngay có công mài sắt có ngày nên kim. Bây giờ Út cầm về Út kẹp về Út bắt luôn ha. Kệ đó. Đâu qua đại coi. Qua lại lần nữa mình lên kia chứ nãy giờ mình quẩn đây lâu quá rồi. Vì con cá lóc này mà tốn sức quá. Không biết đây, nó bự không nữa. Đây. Đâu. Đây, anh chèo đây, anh nằm đây. Trời ơi. Hèn chi nãy giờ kiếm không thấy, trốn. Đây. Trốn trên này rồi. Đây. Đây. Trời ơi. Bự chứ. Hèn chi. Bỏ vô bao thôi. Ngon rồi, được rồi. Không, trời ơi, nãy giờ đi vòng vòng kiếm quần nát cái khu này mà mới kiếm cái ảnh. Mày hả mày? Chiều nay giờ tôi chiên mày. Anh em chúng tôi đang đi chích trên bờ này nha mọi người. Cái bờ này hôm qua là có một con lươn nó mắc cạn á, mọi người nhớ không? Đây, nãy gì đã đi vòng lên phía trên này rồi. Nhưng mà có một cái, cũng có một bác đang bắt ở đây rồi. Rồi thôi anh em chúng tôi
đi ngược lại phía lên trên, phía trên kia hy vọng là có nhiều cá. Đường rất là khó đi nha mọi người. À, hình như là Út Ruộng vừa mới phát hiện được một cái gì đó nha mọi người. Trời ơi, nó trên cô. Cái gì Út? Cái này chắc con lươn quá. Lươn hả? Ừ, dấu này dấu con lươn đi thôi chứ dấu con gì. Ngon á, chắc xe cuốc nó móc lên nè. Ừ, nó móc, nó giục lên á. Móc dính kèm lên trên đây nè chứ cái gì. Ô, lươn cũng được. Hôm nay quay cận cảnh bắt lươn bằng tay cho mọi người coi nha. Chứ vậy giờ nó chạy đi đường nào nữa mọi người. Đất khô kèm theo cỏ và những cái rác nó dính nó bệt lại. Này, khó đi lắm. Đâu 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 đâu. Lá đuôi. Ý. Nè lá đuôi nè. Nè. Đi vòng qua đây quay cho rõ nữa. Mày hả? Ở cái đường nó đi đẹp ghê không? Đây nè mọi người. Ờ. Thấy được đuôi rồi. Con rồi hả? Chắc con quá. Ồ. Ồ nó chui mắt. Đây mọi người có thấy chưa? Lần theo dấu lươn. Ồ, nó chui lẹ vậy ta. Ôi da. Bỏ máy bỏ đồ ra đi. Được rồi, chắc Út sắp tóm được nó rồi. À kìa. Nó quay ngược lại, Thấy không, đây nè. Đây nè, nó đây nè. Đó, thấy cái mình đó kìa. Đâu? Kìa đó đó, kìa đó cái mình đó kìa. Đâu? Kìa cái đuôi với cái mình kìa. Cái đuôi nè. À, cái đuôi à. Mình vòng qua đây rồi. Rồi. Rồi nó trườn xuống cỏ là bỏ tay luôn á. Rồi nó đâu? Ủa, ok nó động tới đây rồi nè. Đó kìa, trò gỡ. Mày hả? Hay với người ta. Ơi. Cũng được. Đó rồi, canh rồi. Trời ơi, chút xíu nó mất tiêu thiệt chứ bộ giỡn đâu. Ừ. Nó luồn lẹ ghê luôn á. Ê, Út Ruộng cho cảm nghĩ đi. Rất là vui. Bắt được ảnh rất là vui mà mắc cười. Rồi, cảm giác đào trên này đã thiệt các mọi người ơi. Còn nữa không? Kiếm nữa đi. Chắc hết rồi. Đâu vô? Anh em chúng tôi đang vô tình đi từ hướng trên kia. Đây. Đi từ hướng trên này xuống thì trên đường đi đã bắt gặp được cái dấu lươn đang đi nha mọi người. Và kết quả là được một bé. Tiếp tục thôi. Bây giờ Út Ruộng phóng xuống hầm tiếp. Bây giờ là đây. Chuẩn bị đi về hướng này làm một vòng nữa là lên thôi. Trưa nắng lắm rồi. Trên đường về thì anh em chúng tôi bắt gặp một cây me. Út Ruộng đang chuẩn bị hái me ăn nha mọi người. Hy vọng là me ngọt. Me này chắc ngọt á. Tan. Đâu. Trời ơi, nó sắp dút bọt rồi. Có ai đang bị chảy nước miếng không? Nghe nói cái này mà ăn ở dưới sân khấu á, mà người ta đang hát á, thì vui ngon. Nó ngon không lắm. Không, nghe đồn ăn kiểu đó nó ngon hơn. Ăn ngay chỗ mấy chú mà còn hỏi kèn tay á. Ừ, hỏi kèn đồ hay hát cái cổ đồ á. Ăn me mấy chỗ đó nó ngon hơn. Trời ơi. Nó sắp già nè mọi người. Lọt vỏ gì được là nó sắp già. Cắn cái.